Rồi bà con biết rằng ốc móng tay là rất tốt cho sức khỏe. Ốc móng tay là rất tốt cho sức khỏe đó bà con. Nhưng mà số người thế này, bệnh thế này, người thế này không nên ăn được ốc móng tay. Đó là người có dị ứng nè. Lớn tuổi, phụ nữ sinh con, nuôi con, cho con bú, trướng bụng, bệnh gút, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng là những người đó, những người bệnh đó không ăn được ốc móng tay bà con ạ. Không ăn được ốc móng tay là những người có dị ứng, lớn tuổi, phụ nữ sanh con, nuôi con, đang cho con bú, trướng bụng, bệnh gút, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng. Cái là không ăn được ốc móng tay. Ốc móng tay là không ăn được nha bà con. Đó, những người đã không ăn được. Còn lại là nó rất tốt, tốt cho sức khỏe. Vì ốc móng tay khi ăn nó tốt cho sức khỏe tim, mạch. Đó, tốt không? Nó tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể, ngăn ngừa về xơ cứng động mạch, ngăn ngừa về tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, bổ sung chất sắt. Nó làm cho đẹp da, đẹp tóc, đẹp móng. Ồ, cái này phụ nữ thích ta ha. Đẹp ta, đẹp tóc, đẹp móng. Ồ, các con ở cháu nha, thích nha. Ờ, nhưng mà nó tốt thì tốt. Ta chỉ ăn cao nhất là không quá 280g một ngày. Một ngày chúng ta ăn không quá 280g. Nhưng bà con không ăn quá 280g một ngày. Ăn 4 ngày là phải nghỉ 3 ngày. Nếu ta ăn 4 ngày liền, ta phải nghỉ 3 ngày liền. Để đảm bảo được được sức khỏe tốt. Bà con ơi, xin chào nào. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp nào. Xin chào.